Một biểu tượng của sự bền bỉ và kiên trì. Không bận tâm về tuổi tác, anh vẫn luôn sống hết mình vì đam mê với trái bóng tròn, gặt hái được vô số thành công mà mọi cầu thủ Việt Nam đều ao ước. Anh cũng là một trong năm huyền thoại bóng đá Việt Nam chính thức xuất hiện tại sân cỏ FIFA Online 4. Không ai khác, chúng ta đang nhắc đến quả bóng vàng Việt Nam năm 2015, danh thủ tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đã đến với chương trình Talk Show cùng huyền thoại bóng đá Việt Nam. Ở đây chúng tôi sẽ chia sẻ những khoảnh khắc rất đặc biệt, rất đáng nhớ, rất ấn tượng, những dấu ấn của các huyền thoại bóng đá Việt Nam trong lòng khán giả. Và vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay cũng là một người đặc biệt, một người gắn bó với nhiều thế hệ xem bóng đá tại Việt Nam, đó là tiền đạo Anh Đức. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với anh Đức một lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thưa anh. Mình xin gửi lời chào tới quý vị khán giả. Mình rất là vui khi được tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến sự nghiệp của tiền đạo Anh Đức thì chúng ta cũng sẽ phải nhắc đến một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam, khi anh là một trong thành viên luôn luôn có mặt trong những giây phút vinh quang và thậm chí là cả những thời điểm khó khăn của bóng đá nước nhà. Và sau đây thì hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số khoảnh khắc nổi bật trong sự nghiệp của tiền đạo Anh Đức và cùng anh chia sẻ những cảm xúc về những khoảnh khắc này. Khoảnh khắc đầu tiên, anh Đức có thể chia sẻ một chút khi lần đầu tiên lên tuyển ở thời điểm này thì trong anh thì có kỷ niệm nào đáng nhớ thưa anh? Cái này là năm SEA Games. Lúc đó thầy Alfred Ritter đã dẫn dắt toàn đội tham gia dự SEA Games 2005. Thật sự lúc này mình lên mình rất là bỡ ngỡ. Mình là cũng là một trong những địa phương hiếm hoi được mình lên cống hiến cho đội tuyển. Lúc mình xem á, mình thấy giống như anh Văn Quyến á, trời, mình cũng là một trong những người là mình rất là hâm mộ. Mà lên cùng ngồi với anh, cùng tập luyện với anh á, mình rất là cảm thấy được cái những cái kích thích và về cho cái bản năng của mình. Về một trong những cái tấm hình mà rất là ấn tượng. Vâng, và đây cũng là một tấm hình mà mỗi khi mà người hâm mộ theo dõi thì người ta cũng có rất nhiều cảm xúc khi mà theo dõi anh Đức. Hình ảnh thời điểm đầu tiên và sau đấy thì anh lên dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và gặt hái tiếp tục những thành công của đội tuyển Việt Nam. Và thưa anh, quả bóng vàng là một trong danh hiệu rất cao quý mà bất kỳ cầu thủ nào cố gắng phấn đấu về mặt danh hiệu cá nhân đều muốn đạt được nó trong sự nghiệp của mình. Đây là bức ảnh mà chúng ta thấy rằng tiền đạo Anh Đức đã nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Cảm xúc của anh vào cái thời điểm này như nào thưa anh? Trong đời cầu thủ á, thì khi nhận được quả bóng vàng á, ai cũng mà được vinh dự. Vinh dự ở đây không nhận là một cái danh hiệu, vinh dự ở đây biết cho mình kiên trì và sự đam mê theo quả bóng và nhận cái sự nỗ lực của mình trong thời gian thi đấu. Và đặc biệt trong một năm 2015 là cũng là một năm mình thi đấu rất là thành công. Trong sự thành công đó thì rất là quý khi là mình đạt thành tích quả bóng vàng. Mình thật sự nên mình rất là sung sướng. Mình rất là vui khi mà những cái cống hiến của mình, những cái sự mình hy sinh đã được khán giả đã nhìn nhận được cái trong thời gian mình thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, thì tiền đạo Anh Đức qua rất nhiều đời huấn luyện viên thì anh luôn là một trong sự lựa chọn của các thầy trong việc là vị trí tiền đạo của đội tuyển. Và quan trọng hơn là đặc biệt trước những cái đối thủ mà có thể hình cao lớn thì anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Một phần là cũng vì lợi thế của anh, chúng ta có thể thấy một người có thể hình rất là tốt để thi đấu với những cầu thủ như thế này. Anh, cái khoảnh khắc nào trong cái cuộc đời sự nghiệp của anh đến thời điểm này anh nhớ nhất khi mà đối đầu với những cầu thủ rất là cao to, trong đó có những cầu thủ ở châu Âu nhìn trông phải nói rằng rất hầm hố thôi anh? Trên phương diện thì các bạn cũng đều thấy mình là một trong những tiền đạo nội đang có thể hình rất là tốt. Thì trên mặt chiến thuật thì mình là vị trí đá tiền đạo trên sân, huấn luyện viên đều luôn luôn yêu cầu đều có một người để chơi thiên về sức mạnh, và đa số xung quanh của mình thì thiên về kỹ thuật và nhanh nhẹn, thì cái đó cũng là một trong những cái ưu điểm của mình. Rồi mình gặp những cầu thủ to lớn châu Âu hay là những cầu thủ nhập tịch, thật sự mình hay va chạm tranh bóng bổng á, mình có thể hình thì có khả năng thôi. Mình tranh chấp bóng bổng thì rất là tốt, là một trong những cái ưu điểm của mình. Vì vậy các huấn luyện viên thường thường ưu tiên cho tiền đạo là chơi được cái bóng bổng và tranh chấp được. Vâng, tức là đối với những cầu thủ hậu vệ của đối phương to cao thì khi đối đầu với những tiền đạo to cao như anh Đức thì họ cũng rất ngại. Chắc chắn là như thế thôi quý vị các bạn.
và một trong lợi thế của anh Đức là trong những tình huống tranh chấp. Thưa anh, có một cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng thắc mắc nhắc đến khi nhắc đến anh Đức, người ta nhắc đến hai giai đoạn khác nhau. Đầu tiên là sau AFF Cup 2024 thì nhiều người tưởng như sẽ không có cơ hội để được thấy anh Đức ở trên đội tuyển Việt Nam nữa. Thời điểm đó thì đã có những khoảnh khắc mà người ta thấy rằng anh định giã từ sự nghiệp đội tuyển. Nhưng sau đấy thì điều gì đã khiến anh thay đổi, quay trở lại cống hiến? Và chúng ta đều biết rằng khi mà anh quay trở lại dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái được những thành công rất cụ thể. Đó là những danh hiệu, đó là những bàn thắng và thậm chí đó là những khoảnh khắc quan trọng dành cho bóng đá Việt Nam thưa anh. Tùy theo giai đoạn mà cái lối chơi về mặt con người vẫn là do huấn luyện viên trưởng ta quyết định có thích hợp hay không thích hợp. Người ta chọn người này, người kia và tạo thành một cái tập thể cho đội tuyển. Mà giai đoạn trước năm 2014 á, cái thời đó mình vẫn cảm thấy là mình đang là một cái hiện tượng thôi. Bắt đầu 2018 cũng là một trong những cái duyên và rất là tình cờ khi mà trước đó là thầy Mai Đức Chung, là cũng là một người thầy mình từ Bình Dương, cũng đã hiểu mình và biết được những cái ưu điểm của mình, và thầy đã điện thoại cho mình và nói mình trở lại để giúp mình. Nói mình gọi dùng từ thầy thôi, thường thường mình kêu bằng bố mà. Quay lại giúp bố. Thì trong cái tình cảm giữa cái cống hiến, giữa tình cảm, giữa cái sự tôn trọng của người thầy của mình, thì mình, người ta luôn luôn mình sẵn sàng để mình quay lại những cái lúc mà gọi là khó khăn của thầy. Thì lúc đó thì mình quyết định mình quay lại đội tuyển. Và sau khi thầy Chung trận đấu với lại Campuchia, mình thắng 5-0 và tiếp nhận theo đó là thầy Bắc. Thì từ khi thầy Bắc tiếp nhận tới năm 2018 thì mình đã thành cùng thầy và cùng tập thể đã giành được chiếc cúp AFF năm lần thứ hai, rồi cũng là một trong những cái năm đáng nhớ của mình. Thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì anh Đức cũng đã chia sẻ về cái quãng thời gian anh thi đấu cho đội tuyển, và chúng ta cũng đã cảm nhận được một cái điều rằng là đây là một cái nhiệm vụ rất là vinh dự và tự hào đối với bất kỳ cầu thủ nào, và đối với tiền đạo anh Đức cũng không phải là ngoại lệ. Anh khi mà có được vinh dự này thì anh cũng đã sẵn sàng cống hiến và tạo ra những khoảnh khắc rất đáng nhớ, và một trong những khoảnh khắc đó chính là cái bàn thắng ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình AFF Cup 2018. Sau khi ghi bàn thắng bằng cú volley đó, anh Đức có một tình huống ăn mừng đúng thương hiệu của anh, rất quen thuộc. Và cái cảm xúc của anh Đức vào thời điểm này như thế nào khi đó là cái cú volley thứ nhất là vừa đẹp mắt, thứ hai nữa là mang lại cái đà tâm lý rất tốt dành cho cả đội, và sau đó là bàn thắng ấn định cũng như là mang về chiếc cúp AFF Cup rất chờ đợi của thế hệ bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại thưa anh? Mình khi mình xem lại cái bàn thắng đó, thật sự hiện tại bây giờ mình xem mình vẫn là đang còn vẫn rất là cảm giác. Và đặc biệt là cùng với những cái pha ăn mừng á, là những cái bàn thắng của mình đều do anh tay ra, tựa như những cái sự nghiệp của mình trong bóng đá vậy. Càng ngày mình ở cái đó là giống như một đôi cánh chim vậy á, càng ngày mình càng bay xa và vươn xa để tạo cho cái một cái động lực của mình. Từ đó mình cố gắng từng ngày một để hoàn thiện bản thân của mình. Ôn lại những cái kỷ niệm của mình hiện tại ngồi đây á, mình thật sự là rất là vui khi mà đã giúp cho đội tuyển một phần nào đó để giành được chiến thắng và cuối cùng là được chiếc cúp. Và đặc biệt vui hơn nữa là mình đã được ghi bàn. Vâng, cái khoảnh khắc mà anh giang tay ra đúng là đã khiến cho cầu trường của sân Mỹ Đình nổ tung vào thời điểm đó. Mọi người rất cảm xúc, không chỉ bởi vì đó là một bàn thắng đẹp, mà bởi vì đó là cái thời điểm mà Việt Nam chúng ta đã khẳng định được là chúng ta sẵn sàng để trở thành với cái ngôi vị là số 1 Đông Nam Á sau khi chúng ta giành chiếc cúp này. Nhiều khán giả vẫn thắc mắc với cả tiền đạo anh Đức rằng đây liệu đã phải là danh hiệu quan trọng nhất đối với anh ở cấp độ đội tuyển Việt Nam chưa thưa anh, trong suốt sự nghiệp của mình cống hiến cho đội tuyển? Thật sự mình đánh giá nha, một cái thành tích nào nó đều rất là ý nghĩa để mình đánh giá cái tốt nhất hay chưa tốt nhất á. Mình đội tuyển thật sự mình cũng khó lòng mình nói được. AFF cũng là một trong những sân chơi mình nói là Đông Nam Á thôi, cũng có những trận đấu mình vòng loại giống như ASEAN Cup năm 2007 thì đội cũng vô tới được bán kết, cũng là một trong những thành tích của châu Á.
thì cho nên mình cũng không đánh giá được cái nào là cái tốt hơn và cái nào thành tích là ý nghĩa hơn. Nhưng đối với mình, cái thành tích nào đều có gắn liền về cái sự công sức, nỗ lực của toàn tập thể của anh em của đội tuyển. Cho nên một cái thành tích nào đó thì mình luôn luôn mình phải ghi nhận và mình khắc ghi lại những cái thành tích tập thể đã mang lại cho đất nước. Vâng, rõ ràng là mỗi chặng đường, mỗi bàn thắng và những cái khoảnh khắc thì đều mang lại những cái cảm xúc rất đặc biệt cho tiền đạo Anh Đức. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã cảm nhận được khi mà anh chia sẻ những cái cảm xúc đó, cảm giác như anh Đức đang sống lại cái thời điểm mà anh ta đã chạy ở trên sân, ghi bàn rồi giang tay ăn mừng. Thưa quý vị, một trong những cái khoảnh khắc cũng rất được nhiều người nhắc đi nhắc lại trong suốt thời gian qua về tiền đạo Anh Đức, đó là bàn thắng của anh vào lưới của đội tuyển Thái Lan tại King's Cup 2019. Tôi thì may mắn ngày hôm đó đứng ngay sau phía khung thành của thủ môn Kawin, và khoảnh khắc mà Lương Xuân Trường tạt quả bóng vào bên trong, anh Đức ghi bàn, bản thân tôi cảm thấy rằng là đang ngay đằng sau thôi, các cổ động viên của Thái Lan, những người ta đang theo dõi trận đấu đang rất căng thẳng, họ gần như là lặng im, một số cổ động viên của Thái Lan họ đứng dậy đi về, còn bên phía góc đối diện những cổ động viên Việt Nam của chúng ta dù không quá đông so với cả chủ nhà nhưng đã hô hào và vỗ tay rất là lớn. Và đây có lẽ là cũng là một trong những cái bàn thắng rất đáng nhớ của anh, khi mà cái thời điểm là gần hết giờ rồi và chúng ta lúc đấy thì đang bị đối phương cầm hòa thời điểm đó, và bàn thắng này mang về chiến thắng của chúng ta, mà nó lại là chiến thắng đối với người hâm mộ Việt Nam thì nó rất là sôi động, rất là ý nghĩa khi mà đối thủ chúng ta là Thái Lan thưa anh, mà chúng ta thắng ngay trên sân nhà của họ. Cái khoảnh khắc như thế này thì gợi lại cho anh điều gì thưa anh Đức? Thì thật sự trận đấu King's Cup là một cái giải là mời cúp nhà vua đó. Trước giờ người hâm mộ luôn luôn xem Thái Lan là số 1 Đông Nam Á, nhưng sau năm 2018 thì Việt Nam mình trở lại là vị trí số 1. Đồng thời đó Thái Lan rất là ăn thua cây cú, thì ai cũng muốn chứng tỏ được cái vị trí số 1 Đông Nam Á, ai thực sự là đội mạnh. Đây là mình trao đổi về trên phương diện góc độ cá nhân mình. Thì bước vào trận đấu thì Thái Lan thi đấu được trên sân nhà nữa, người ta rất là quyết tâm. Và trong khi đó Việt Nam mình cũng là đang là đương kim vô địch AFF, mà một trận đấu mình nói thật sự là rất là căng thẳng. Thì các bạn cũng thấy diễn biến trận đấu á, rất là quyết liệt, mà đồng thời quyết liệt không những là trong trận đấu ở ngoài sân, từ huấn luyện viên đến từ khán giả, chiến đấu bằng tư duy, bằng nói chung rất là nhiều trạng thái để một trận đấu diễn ra là kịch tính. Tới phút cuối cùng mình cũng gọi là một trong những tình huống mình đã được ghi bàn. Thật sự mình ghi bàn xong rồi mình cũng nằm xuống giống như mình chuột rút á, là đuối sức á. Wow. Thật sự vừa cảm xúc và vừa mệt, mà lúc đó mình ăn mừng quá mình cũng không biết mình mệt hay không mệt nữa. Đó cũng là một trong những cảm xúc thật sự là khó diễn tả. Sau bàn thắng đó mình chia sẻ vui cho một cái khán giả đó. Bàn thắng đó thật sự mình cũng nói là một phần là mình may mắn. Cái thứ hai về mặt tâm lý của đội Thái Lan lúc đó thì càng về sau á cũng càng tâm lý. Thì trong khi đó mình ghi bàn thắng á, sau ngày hôm sau á thì bác thầy nói á, mình đến đầu tại sao mình nó xoáy lên trời mà nó xoáy vô được cầu môn được. Thì thật sự cái tình huống quả bóng đó mình cũng không hiểu nổi, tại sao mà thủ môn đỡ bóng lên rồi nó lại xoáy vô lại được cầu môn. Trong cái đó thầy hỏi á, thì mình cũng không biết trả lời sao, mình chỉ trả lời một câu thôi. Mình hỏi thầy bắt thầy có xem bóng đá thiếu lâm không, thì trong cái bóng đá thiếu lâm có những tình huống giống như đá quả bóng mà xoáy á, thì nói đó tôi học từ bóng đá thiếu lâm ra đó. Mới đầu thầy bắt thì không hiểu, nhưng mà anh khoa anh phiên dịch đó thì anh lại dịch lại, thì thầy chỉ biết ngồi thầy cười thôi. Cái đó cũng là một trong những khoảng khắc để hai thầy trò nói chuyện vui vẻ. Cái nụ cười của anh Đức trong cái khoảnh khắc vừa rồi chúng ta có thể cảm nhận được. Và hôm đấy thì em cũng may mắn là đứng ngay đằng sau khung thành của Kawin, em đã nhìn thấy cú đánh đầu đập đất và có quỹ đạo rất khó lường. Bản thân hôm đấy nếu như quý vị khán giả ở sân, mọi người sẽ biết rằng sức ép lên đội tuyển Việt Nam là cực kỳ lớn từ cổ động viên Thái Lan, bởi vì sân vận động ở Buriram là sân vận động mà khán giả, các khán đài ở rất gần với ở dưới sân. Vì vậy cao thủ chúng ta chịu cực kỳ nhiều sức ép vào thời điểm đó. Nhưng đó cũng là một cái thời khắc để chứng minh được cái bản lĩnh của những cầu thủ, những chiến binh của đội tuyển Việt Nam.
Mọi người đều biết rằng dù là một trận đấu ở một cái giải đấu giao hữu nhưng cái tính ăn thua được đẩy lên rất là cao, và người Thái thì lúc đấy thì họ chỉ muốn, như anh Đức đã chia sẻ, họ muốn giành chiến thắng cho chúng ta. Và hôm đấy thì mình cũng nhớ một cái kỷ niệm là anh Đức sau đó thì sau trận đấu đấy thì đi trả lời họp báo với thầy Park thì cũng nhìn thấy nụ cười của anh Đức. Lúc đấy thì bọn mình cảm thấy rằng là anh Đức thì bình thường ở trên sân giống như lúc cho họp báo thôi, anh đúng là một sát thủ rất lạnh lùng. Nhưng hôm đấy cũng đã nhìn thấy những cái nụ cười của anh, có thể thấy rằng là cái niềm vui và một trong những khoảnh khắc rất đáng nhớ của tiền đạo anh Đức của đội tuyển trong trận đấu với cả Thái Lan. Thưa anh Đức, trong suốt sự nghiệp của mình thì anh cũng đã từng thi đấu cùng với rất nhiều người ta gọi là những cái cạ cứng của mình, những đối tác của mình trên hàng công, những người mà cùng với anh để tạo ra những bàn thắng, những khoảnh khắc như mà chúng ta vừa chia sẻ. Vậy thì nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc rằng là ai là người mà anh Đức cảm thấy là anh đã cặp ăn ý nhất và tạo ra được cái hiệu quả tốt nhất trong suốt cái sự nghiệp của anh có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Thật sự mình đá trên sân á thì đội tuyển mình đá rất là nhiều từ năm 2018 trở đi. Còn trước đó thì mình rất là ít thi đấu về trên phương diện là chính thức, để cho hiện tại đánh giá, để ăn ý, để hỗ trợ đúng mình á thì mình có hai cái phương án mình đưa ra. Là thứ nhất, từ năm 2005 cho tới 2014 thường á đội tuyển mình á là đá hai tiền đạo. Từ 2018 trở đi á thì đội tuyển mình đa số là đá một tiền đạo lắm. Thì giữa hai cái lối chơi và hai cái đội hình này á thì hoàn toàn thì nó khác nhau. Nhưng để mình đánh giá được cái sự ăn ý và phối hợp á thì các bạn cũng đã thấy từ 2018 á thì giữa mình với lại Phan Văn Đức cũng có một tiếng nói chung, đã hỗ trợ lẫn nhau giúp cho ghi rất là nhiều bàn thắng của đội tuyển vào năm 2018. Thật sự để gọi là người mà ăn ý hỗ trợ á thì theo mình đánh giá vẫn là Phan Văn Đức, là có sự liên kết tiếng nói chung. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì anh Đức cũng đã chia sẻ về cái sự nghiệp thi đấu của anh ở máu đội tuyển. Thời điểm này chúng ta đều biết rằng anh Đức cũng đã hoàn thành một khóa học liên quan đến huấn luyện viên. Và sau sự nghiệp cầu thủ, anh Đức có thể chia sẻ một chút về những dự định của anh trong công tác huấn luyện, và anh đang chờ mong cũng như là chuẩn bị những điều gì cho tương lai của mình với việc là tham gia các cái khóa huấn luyện dành cho những huấn luyện viên, thưa anh. Thật sự mình cũng là một trong những người luôn luôn là mình thích mình chủ động. Mình vẫn đang thi đấu cho đội Long An, và đồng thời trong thời gian nghỉ á, mình đã đi hoàn thành xong cái khóa huấn luyện viên bằng A, là một cũng là một trong những bằng để được huấn luyện cho tại Việt Nam mình V-League. Mình trước mắt mình á, vẫn đang trên cương vị là vận động viên, là cầu thủ, thì tất nhiên những cái gì mình luôn luôn là chủ động mà mình học để mình hiểu biết thêm và để từ từ mình nâng cao cái kiến thức mình lên, đó là một trong những cái chuẩn bị cho tương lai thôi. Còn dự định như thế nào á thì tất nhiên về cái tương lai nó sẽ trả lời. Mình ít khi nào mà mình nói trước cái điều gì mà mình chưa làm đó. Mình hay thích mình làm xong rồi mình mới nói. Thì cho nên là đó cũng là một trong những cái chuẩn bị của tương lai của mình thôi. Vâng. Vậy thì trong suy nghĩ của anh thì có bao giờ anh nghĩ rằng là sau này mình cũng sẽ đóng góp cho đội tuyển Việt Nam nhưng có thể là một vai trò khác không anh? Bởi vì sau sự nghiệp cầu thủ thì có thể anh sẽ lựa chọn là huấn luyện viên thôi anh. Cái đó thì mình cũng nói là thật sự đóng góp á, thì không riêng về cầu thủ hay là huấn luyện viên, có thể đóng góp trên rất là nhiều hình thức, từ cái lời động viên hay từ cái hâm mộ hay cổ động viên. Mình nói thật sự ngay cả khán giả cũng là một trong những người đóng góp cho đội tuyển rất là nhiều. Thì cho nên những cái mà mình nghĩ đóng góp thì tất nhiên mình là con người dân Việt Nam mà, luôn luôn đội tuyển cần và luôn luôn đất nước cần thì mình luôn luôn mình sẵn sàng. Thì cho nên những cái đó thì mình ít khi nào mình trao đổi trước đó. Mình thích luôn luôn mình làm trước xong rồi mình mới nói sau. Và đó cũng là một trong đặc điểm khán giả rất là yêu mến tiền đạo anh Đức của chúng ta. Người mà có thể là lạnh lùng ở trên sân nhưng sẵn sàng kết liễu đối thủ bằng những bàn thắng cụ thể. Thưa quý vị, ngay sau đây thì chương trình xin mời anh Đức sẽ đến với cả một cái mini game nho nhỏ. Một cái mini game mà anh sẽ theo kiểu là đùa hình bắt chữ. Anh sẽ được theo dõi các hình ảnh, các cái video clip đã được chuẩn bị sẵn từ chương trình, và sau đó anh sẽ đoán xem đó sẽ là cầu thủ nào. Đây là một cái game em nghĩ rằng là
lần đầu tiên tiền đạo Anh Đức của chúng ta sẽ tham gia một cái game show kiểu như thế này. Bởi vì bình thường chúng ta thấy rằng là anh hay xuất hiện ở trên sân, anh hay ghi bàn, anh hay có những buổi tập cùng đội tuyển, hay anh có những cái buổi tập cùng câu lạc bộ. Nhưng ngày hôm nay sẽ là một cái hình ảnh rất là khác, và chúng ta hãy cùng theo dõi xem là tiền đạo Anh Đức khi mà trong vai trò một người đủ hình bắt chữ thì anh ta sẽ thể hiện như thế nào, liệu rằng có những cái bàn thắng giống như ở trên sân hay không, thưa quý vị và các bạn. Và anh Đức đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng đến với clip đầu tiên để chúng ta xem đây là ai, thưa quý vị. Và chúng ta đã thấy số 9 đá ở vị trí ST tiền đạo. Vâng. Anh Đức, khuôn mặt này và hình dáng này thì anh đoán ra đây là ai? Tất nhiên là cũng là một trong những anh em mình đã gắn bó rất là nhiều. Đây là Công Vinh. Vâng. Và rõ ràng nhìn khuôn mặt này và nhìn cái dáng chạy cũng như là số áo này thì không thể chạch được đúng. Đó là tiền đạo Lê Công Vinh, đúng như đáp án của chương trình. Bây giờ thì xin mời đoạn băng đáp án của FIFA 24 ạ. Vâng, chúng ta đã thấy chạy nhanh rồi. Đá vị trí tiền đạo cùng với anh Đức thì đó chính là Công Vinh, số 102. Rất ấn tượng. Và chúng ta sẽ cùng đến với clip thứ hai để xem anh Đức có nhận ra đây là ai không, thưa quý vị. Xin mời video clip thứ hai ạ. Vâng, chiếc áo số 8. Xem ạ. Xin mời anh Đức ạ. Thật sự mình thấy số 8 là một trong những số mà mình rất ấn tượng thôi, mình đang còn xem bóng đá đó. Anh Nguyễn Hồng Sơn ạ. Vâng. Một trong những vẻ tài hoa của Việt Nam. Vâng, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra có một nét rất là Hồng Sơn ở trên gương mặt của video clip này, ở gương mặt của cầu thủ này. Và đây sẽ là đáp án của chương trình, thưa quý vị các bạn. Xem mà, vâng. Đó chính là Hồng Sơn, vâng, người chọn đá Việt Nam. Và chúng ta có thể thấy rằng trên thẻ của anh hình ảnh ăn mừng rất thương hiệu của anh Hồng Sơn khi anh ghi bàn cho đội tuyển. Bây giờ thì sẽ là một clip tiếp theo, và hy vọng rằng clip này chúng ta sẽ có thể làm khó được tiền đạo Anh Đức. Đến thời điểm này anh vẫn đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Xin mời clip thứ 3. Này thì lại dễ quá rồi. Vâng, xin mời anh Đức ạ. Đây là một trong những đứa em nên thật sự là rất là tính tình nể hiền á, Đỗ Hùng Dũng ạ. Vâng, chính xác thưa quý vị các bạn, Đỗ Hùng Dũng, một trong những cầu thủ đã xuất hiện trong FIFA Live 4, và Hùng Dũng cũng là một trong những cầu thủ rất quan trọng dưới thời huấn luyện viên Pouncer của đội tuyển. Và đây là đoạn băng đáp án, thưa quý vị. Và một cầu thủ gây rất nhiều khó chịu cho nhiều hàng tiền vệ của các đội bóng đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Và đoạn băng thứ 4, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem anh Đức có nhận ra đây là ai không. Xin mời. Vâng, xin mời anh. Nguyễn Văn Toàn. Chủ tịch, chúng tôi vẫn trêu đây là chủ tịch Văn Toàn. Mấy mái đầu này cũng rất quen thuộc, và với cái mái tóc này thì Văn Toàn đã từng cùng anh Đức sát cánh với nhau trong một cái khoảnh khắc mà chắc nhiều quý vị cũng nhớ. Đó là khoảnh khắc mà anh Đức đã có một cú lốp bóng rất là tinh tế, bóng đã đập vào xà ngang, và sau đó Văn Toàn là người đã kết thúc đường bóng đấy bằng một bàn thắng. Khoảnh khắc đó thực sự là nhiều người vẫn cảm thấy rằng lúc đó là em thấy rằng là anh Đức là đã chạy đã ăn mừng rồi, đúng không anh? Và Văn Toàn và không ngờ bóng lại lúc đấy khán giả bất ngờ khi mà bóng đã đập vào xà ngang, nhưng Văn Toàn đã xuất hiện rất đúng lúc để ghi bàn thắng. Và đáp án chính là Văn Toàn. Và đó cũng là một trong những tình huống tấn công rất nổi bật của bóng đá Việt Nam, một đường truyền xuyên tuyến từ dưới lên. Và đó cũng là một trong những bài tấn công mà nhiều người rất nhớ về tiền đạo Anh Đức mỗi khi chúng ta có bóng ở tuyến dưới, thưa quý vị. Như vậy là 4 thử thách của chương trình tiền đạo Anh Đức đã vượt qua một cách rất đơn giản. Anh đã nhận ra được những người xuất hiện trong FIFA 24, những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam từ nhiều thế hệ khác nhau. Mặc dù khuôn hình chúng tôi cũng đã cố gắng tạo ra những cái sự khác biệt rồi, nhưng rõ ràng là anh Đức vẫn rất tinh tế để nhận ra những gương mặt này, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cả một cái thông tin rất thú vị. Đó là sự xuất hiện của tiền đạo Anh Đức bên cạnh các Việt Nam Legend trong FIFA Live 4.
Đầu tiên thì chúng tôi vẫn muốn hỏi anh Đức về việc cảm nhận của anh khi nhận lời tham dự hợp tác với FIFA 24 và sự xuất hiện của anh trong một tựa game FIFA. Đây là một tựa game mà có lẽ là nổi tiếng nhất vào thời điểm này về FIFA Online trên toàn thế giới thưa anh. Trước khi mình tham gia chương trình này, mình cũng rất là suy nghĩ là một trong những cái chương trình thật sự là đang hot ở thị trường Việt Nam mình. Vì sao mình quyết định để này là thật sự là đây một cái chương trình đó giúp cho mình gợi nhớ lại những cái kỷ niệm và những cái đóng góp của mình trong thời gian mình thi đấu. Nó cũng là những cái kỷ niệm mình rất là sâu sắc, và đồng thời mình cũng có thể là mình trực tiếp mình thi đấu trên sân. Thường thường á thì các huấn luyện viên đều huấn luyện và ra những cái chiến thuật, nhưng trong game này á mình được quyền huấn luyện ngay cả bản thân mình luôn, thì cũng là một trong những cái rất là thú vị. Mình cũng xin cảm ơn FIFA Online 4 đã tạo cho mình được một cái cảm giác rất là vinh dự khi mình biết được mình ở ngoài như thế nào và ở trong game như thế nào. Lần nữa mình xin cảm ơn. Vâng, chúng ta đều biết rằng là khán giả và đặc biệt là những huấn luyện viên của FIFA Online 4 Việt Nam thì đã rất lâu rồi, từ 2018 đến nay, họ luôn thắc mắc là khi nào họ sẽ được trải nghiệm tiền đạo Anh Đức ở trong sân bên cạnh những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta đến thời điểm này, chúng tôi có thể tự tin rằng là với sự nhận lời, sự đồng ý của tiền đạo Anh Đức thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một trong tiền đạo mà có thể hình rất là tốt để tạo ra những tình huống tranh chấp và ghi bàn ở trong game FIFA Online 4. Ngoài ra thì ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ mời tiền đạo Anh Đức sẽ cùng theo dõi một video clip mà về chính anh, tạo hình của tiền đạo Anh Đức ở trong game. Và hãy cùng theo dõi xem anh Đức sẽ cảm nhận như thế nào về tiền đạo Anh Đức, chính bản thân anh, nhưng ở trong phiên bản FIFA Online 4 thưa quý vị và các bạn. Vâng, trước hình ảnh của quý vị các bạn đang theo dõi, đây chính là tiền đạo Anh Đức ở trong game. Về bản thân tôi, một người mà cũng đã chơi game này từ đầu khi mà về Việt Nam, thì chúng ta cũng thể cảm nhận được là thể hình là rất tuyệt vời. Đó là những tình huống mà những thao tác ăn mừng này. Và đấy, còn anh Đức thì sao? Anh thấy như nào? Đầu tiên là về tạo hình, có đẹp dai như anh ở ngoài đời hay không? Và anh có hài lòng với cái khuôn mẫu này hay không? Một mẫu tiền đạo mà rất nhiều những huấn luyện viên trong game ưa dùng thưa anh. Mình nhìn vô game từ dưới lên trên á, mình cảm thấy là mình nhìn là mình nhận ra được liền. Mà về những động tác như ăn mừng hay hoặc năm này đó thì nó thì có thể trong game á thì mình vẫn chưa hình dung ra được cái tình huống mình đang đứng đó để làm cái gì. Ví dụ ăn mừng thì một trong những cái ăn mừng của mình đó, thì mình vẫn là thích là giang rộng cánh tay hơn. Đó là giống như cái biểu tượng của mình là về sự cố gắng vươn lên á. Còn về trong game hiện tại giờ đứng tại chỗ đó mình vẫn chưa hình dung ra được cái đó để chương trình mục đích để làm cái gì. Vâng, thưa quý vị, là đây là những cái hình ảnh gọi là một vài những cái hành động của anh ở có thể là trên sân sau những tình huống bóng ở trên sân. Còn chắc chắn cái tình huống ăn mừng đã trở thành thương hiệu của tiền đạo Anh Đức sẽ xuất hiện trong game và cũng sẽ là giang đôi cánh tay hướng về các khán giả và hướng về phía trước giống như những gì anh mong muốn, chắc chắn rồi. Và chúng tôi cũng muốn nhìn thấy những cái tình huống ăn mừng đấy nhiều hơn ở tiền đạo Anh Đức với các huấn luyện viên online của FIFA Online 4. Thưa quý vị, đây là bộ chỉ số của Anh Đức. Chúng ta có thể quan sát được bộ chỉ số này có những cái đặc điểm rất nổi bật của anh Đức. Đầu tiên là sức mạnh là 101, tăng tốc của anh đạt chỉ số là 100, tốc độ là 101. Và hãy nhìn khâu dứt điểm ạ. Dứt điểm là 106, lực sút 102, đánh đầu 105, cực kỳ ấn tượng. Và quan trọng hơn, đối với một tiền đạo, chọn vị trí là 105. Những cái chỉ số rất hoàn hảo dành cho một tiền đạo, và đặc biệt là tiền đạo đến từ Việt Nam và có một thể hình hoàn toàn có thể tranh chấp song phẳng với những hậu vệ to cao ở trong game. Có một cái mà người ta cũng đặt ra với anh Đức là ở ngoài thì có thể là anh chưa có dịp đụng độ với những huyền thoại bóng đá thế giới này hay là những cầu thủ của bóng đá thế giới, có thể là anh yêu mến hoặc anh đã theo dõi họ, ví dụ như là Ruud Gullit, ví dụ như là Mikel Arteta, ví dụ như là Frank Lampard hay những huyền thoại khác, thì ở trong game anh sẽ đối đầu với họ và đương nhiên anh có thể điều khiển chính anh để đối đầu với họ. Thì cảm nhận của anh như thế nào khi mà mình lại có dịp đối đầu với họ trong một cái hoàn cảnh và trong một cái bối cảnh nó đặc biệt như này chứ anh?
Nói thật sự bên ngoài thực tế mình muốn đối đầu với các hiệp thoại thế giới á, hoặc là mình gặp thôi mình đã khó rồi, muốn hồi gì mình phải thi đấu cùng họ. Nhưng mình cũng cảm ơn cái trong game FIFA Online 4 này đã tạo cho mình có được cái sân chơi và mình được thi đấu cùng tất cả các hiệp thoại bóng đá thế giới. Cái này cũng là một trong những cái mình rất cảm ơn chương trình đã giúp mình để được trải nghiệm như vậy, đồng thời giúp cho mình trực tiếp mình chỉ đạo mình để mình thi đấu được những huyền thoại mà mình hâm mộ. Vâng, và cái viễn cảnh mà chúng ta thấy rằng tiền đạo Anh Đức đá cùng với Messi, Ronaldo thì trong game rất là đơn giản, hay là việc anh đối đầu với một trong trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay thì cũng rất là đơn giản thôi thưa quý vị. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái video clip giống như một món quà dành cho tiền đạo Anh Đức, đó là những bàn thắng và những tình huống ăn mừng của anh trong game. Điều mà anh Đức đang chờ đợi xem là anh trong game ghi bàn sẽ như thế nào và ăn mừng ra sao thì ngay sau đây chúng tôi sẽ mang đến dành cho tiền đạo Anh Đức. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi video clip sau đây. Đó là một tình huống tì đè tốt của tiền đạo Anh Đức, và đây chúng ta hãy cùng theo dõi cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất tốt. Chúng ta xem tình huống tiếp theo. Chúng ta có thể thấy rằng với thể hình này, chúng ta nhìn so sánh với các trung vệ trong game thì anh có một thể hình rất lý tưởng, một thể hình mà có thể khiến cho đối thủ phải rất khó khăn trong việc tì đè. Vừa rồi thì anh đã phối hợp với cả tiền đạo Huỳnh Đức để ghi bàn. Vâng, hình ảnh này có lẽ rằng hình ảnh rất đặc biệt. Chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Người ta bảo rằng một tiền đạo cao to thì có thể sẽ không khéo léo, nhưng vừa rồi thì anh đã có một pha xử lý rất tinh tế, và đó là cú dứt điểm tuyệt vời của tiền đạo Anh Đức. Vâng, đây cũng là một hình ảnh ăn mừng chúng tôi thấy rằng là rất là nghịch ngợm của tiền đạo Anh Đức. Pha phối hợp cùng với cả Công Vinh và sau đó là cú dứt điểm rất tốt. Tình huống này thì vẫn là một tình huống mà anh cầm bóng từ ngoài vòng cấm. Chúng ta có thể thấy rằng khả năng chơi bóng quay lưng với khung thành của đối phương của tiền đạo Anh Đức trong game là rất tốt. Và ngay cả những cú dứt điểm ở góc như thế này rất tinh tế. Và đây là pha ăn mừng tiếp theo của tiền đạo Anh Đức. Chúng ta xem lại tình huống nào. Mình nhớ giống như trận đá với Thái Lan. Vâng, lúc đấy là Duy Mạnh và một số cầu thủ là ôm cổ anh đúng không anh? Và anh ngã xuống. Rồi hãy cùng xem lại. Rất tốt. Một tiền đạo có khả năng dứt điểm chân trái tốt mà chân phải cũng hay như thế này. Vừa rồi làm tình huống dứt điểm chân trái ở ngoài vòng cấm. Và chúng ta có thể quan sát được là với lựa chọn tiền đạo Anh Đức thì chúng ta có rất nhiều những phương án dứt điểm và nhiều góc sút khác nhau từ trong vòng cấm và ở bên ngoài. Chúng tôi đang chờ đợi một tình huống không chiến của Anh Đức xem sẽ như thế nào. Và đây là một tình huống ăn mừng rất thế giới. Và đó là tình huống không chiến mà chúng tôi chờ đợi, cú đánh đầu tốt khi mà anh đã lựa chọn ở một vị trí mà cầu thủ đối phương không thể theo kèm. Tuấn Anh là người đã ôm Anh Đức rất chặt. Chúng ta xem lại tình huống này. Vâng, vừa rồi thì anh Đức đã được theo dõi những cái kỹ năng của anh trong game. Một phần đã thể hiện được là sức mạnh này, khả năng tì đè này, khả năng dứt điểm đa dạng này, rồi thì khả năng không chiến nữa. Thì anh cảm nhận thế nào khi mà theo dõi chính mình với những tình huống xử lý như vậy? Và bên ngoài thì có bao giờ anh có những pha xử lý nó hoa mỹ như thế không thưa anh? Nhiều khi mình xem chính mình á thi đấu mà thật sự là mình mới cảm nhận được như thế nào. Còn thực tế trong sân á mình luôn luôn mình tập trung vô trận đấu, còn mình ngồi đây mình xem mình á nó cảm giác rất là vui khi mình như vậy. Vâng, chúng tôi nhìn thấy nụ cười của anh Đức khi mà theo dõi anh trong game thì là chúng tôi đã nhận được cái niềm vui và sự háo hức của tiền đạo Anh Đức rồi. Và như đây chỉ là một phần thôi thưa anh Đức, chỉ một phần thôi, và có rất nhiều thứ mà em nghĩ là bọn em sẽ phải giấu rất kỹ trước khi tung ra để quý vị khán giả có thể được trải nghiệm từ những tình huống ăn mừng như anh đã từng chia sẻ, rồi từ những cái tình huống ghi bàn nó còn ấn tượng hơn thế này rất nhiều. Và mọi người cũng đừng quên rằng anh Đức có khả năng sút phạt rất là tốt nha. Ở ngoài chúng tôi đã từng chứng kiến những bàn thắng đá phạt hàng rào của anh Đức rồi, và trong game này thì khả năng đá phạt của anh Đức cũng là một sự lựa chọn dành cho mọi người như tình huống cố định, ngoài việc là anh sẽ tham gia không chiến như tình huống góc. Thưa anh, sắp tới ngay sau cái thời gian này thì sẽ là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cũng là một cái khoảnh khắc rất là lịch sử khi mà thầy Park cùng những người có thể đồng đội này, có thể đàn em này của anh Đức ở đội tuyển sẽ tiếp tục cái mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3. Anh đánh giá như thế nào về những đối thủ rất mạnh của chúng ta ở bảng B, và đặc biệt hai trận đấu gần nhất sẽ là trận đấu gặp Ả Rập Xê Út và Australia thưa anh?
thực sự mình đã lọt vào vòng 3 là mình gặp toàn là các đội mạnh. Về sự đánh giá chung về toàn đội á, thì mình chỉ nói là đội nào cũng đều có đội ngũ và ban huấn luyện phân tích, thì mình phải nhìn được vào khả năng của mình làm được cái gì. Tất nhiên đã lọt vào vòng 3 thì đối thủ nào cũng đều có cái điểm mạnh và điểm yếu, và mình phải tự tin về mặt tinh thần, về mặt ý chí. Mình cứ tập trung về cái phần chuyên môn cũng như ban luyện đã đề ra phương án tấn công, phương án phòng ngự. Mình nên thực hiện đúng như theo ý đồ của ban luyện đưa ra, và mình đừng gọi là suy nghĩ quá về các đối phương. Mình xem để mình biết, và mình xem để mình cố gắng một cái điểm mạnh của mình là cái gì, về cái sức chiến đấu, về cái sự tập thể đoàn kết và về tinh thần thi đấu. Đó là ba trong những ba cái mà Việt Nam mình đang làm rất là tốt. Cũng hy vọng là các em cùng ban huấn luyện đội tuyển để phát huy được những cái điểm mạnh của mình, và sẽ mong sao cho Việt Nam mình sẽ giành được một cái kết quả thật là như ý muốn. Vâng, cảm ơn. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã đến với nhận định và ngay cả những cái lời chúc của tiền đạo Anh Đức đối với cả đội tuyển Việt Nam ở loại 3, và cũng mong rằng là những lời chúc của anh sẽ trở thành hiện thực ở những trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam, những trận đấu không dễ dàng, những thử thách thực sự, nhưng đó cũng sẽ là những cái khoảnh khắc rất đáng nhớ đối với từng tuyển thủ như cả đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình Talk Show cùng với Huyền Thoại bóng đá Việt Nam cũng đã cùng với Anh Đức trải qua rất nhiều những cái khoảnh khắc từ những thứ đã từ rất lâu rồi trong quá khứ, những khoảnh khắc đáng nhớ, những bàn thắng mà đã mang Anh Đức đến gần hơn với người bóng đá Việt Nam, và quan trọng hơn là những khoảnh khắc đấy sẽ được chia sẻ lại, những cảm xúc đấy sẽ được mọi người sống lại trong FIFA Live 4 để chúng ta có thể trải nghiệm một mẫu tiền đạo được nhiều người yêu mến, một mẫu tiền đạo cũng rất là hiếm có khó tìm bóng đá Việt Nam. Và đương nhiên rồi, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến tiền đạo Anh Đức. Trong thời gian tới thì anh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt việc công việc của mình hiện tại là một cầu thủ, rồi sau đó có thể là những dự định của anh trong tương lai là một huấn luyện viên sẽ thành công. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã cùng với chúng tôi theo dõi và chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc rất ấn tượng vừa rồi. Và chắc chắn rồi, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm tiền đạo Anh Đức, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam ở trong game FIFA Live 4. Xin cảm ơn rất nhiều.